Xin chào quý vị và các bạn. Đến huyện Lục Ngạn vào mùa hè, những ngày tháng 6, tháng 7, ekip thực hiện chương trình Sắc Màu Bắc Giang sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá ít nhất hai kỷ lục tại đây. Đó là huyện có diện tích trồng vải thiều lớn nhất cả nước và cùng đó là khu chợ thu mua vải thiều dài nhất Việt Nam. Vào thời điểm chính vụ, khu chợ vải thiều đông vui tấp nập và có thể kéo dài lên tới tận hơn 20 km. Nào, chúng ta cùng khám phá thôi! Huyện Lục Ngạn nằm cách trung tâm thành phố Bắc Giang 40 km về phía đông, từ lâu đã được biết đến là thủ phủ vải thiều với diện tích trồng vải lên đến hơn 15.000 ha trải rộng khắp toàn huyện. Đáng chú ý, diện tích sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP không ngừng mở rộng, đáp ứng yêu cầu khắt khe về điều kiện an toàn thực phẩm. Sản phẩm vải Lục Ngạn có mẫu mã, chất lượng tốt và đủ điều kiện xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Đến đây tôi mới biết rằng ở Lục Ngạn có 3 giống vải chính, cho năng suất cao, sản lượng tốt và có tính giải vụ khi thu hoạch. Đó là giống vải U Hồng, giống vải Lai Thanh Hà và giống vải thiều Lục Ngạn. Trong đó, giống vải thiều Lục Ngạn được người dân trồng phổ biến lên đến 90% tổng diện tích đất trồng. Vải thiều Lục Ngạn lá nhỏ trung bình, màu xanh sáng, thân ra nhiều cành và nhiều cành tăm hương. Chùm hoa có màu xanh nhạt, hoa màu vàng trắng, chùm hoa dày và có rất nhiều hoa. Vải thiều Lục Ngạn chín màu đỏ tươi, vỏ quả mỏng, hạt nhỏ, cùi quả dày và có vị ngọt đượm, thơm. Khối lượng quả đạt từ 40 đến 50 quả 1 kg. Vải thiều được đánh giá là giống vải cho năng suất cao nhất trong số các giống vải hiện nay đang trồng tại Lục Ngạn. Lạc vào vườn vải thiều bạt ngàn chín rộ, tôi như được đứng giữa một tấm thảm đỏ trải dài mênh mông bất tận vậy. Thời điểm này, người dân Lục Ngạn bận rộn bước vào mùa thu hoạch vải thiều. Vải chín kết tầng tầng lớp lớp, trải dài bao quanh khắp các ngọn đồi, làng bản. Không gian toàn một màu đỏ rực như lửa cháy. Khắp các ngả đường của huyện Lục Ngạn đều tràn ngập sắc đỏ vải thiều. Từng đoàn xe máy nối đuôi nhau, thồ hàng tạ vải đến tập kết tại các điểm thu mua. Ai ai cũng phấn khởi vì được mùa bội thu, mức giá cao và thị trường ổn định. Đối với địa hình đồi núi trùng điệp, nhiều hộ dân đã sáng tạo dùng dòng dọc, cáp treo vượt qua suối rộng khe sâu để mang được những trái vải thiều chín mọng tươi ngon về nhà. Điều này giúp giảm đáng kể sức người lao động và giảm tổn thất sau thu hoạch. Những ngày tháng 6 vừa qua, vải thiều Lục Ngạn chính thức được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường quy định điều kiện nhập khẩu rất nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, các nước Mỹ, Trung Quốc cũng đã cấp các mã số vùng trồng vải thiều, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường của họ. Mùa vải chín, Lục Ngạn thực sự trở thành ngày hội. Ngoài cảnh tấp nập mua bán, các đoàn khách du lịch, bạn bè người thân của người vùng vải dịp này cũng thường lên tham quan và thăm hỏi nhau. Hàng ngàn lao động thời vụ ở các địa phương khác cũng đổ về Lục Ngạn, tạo nên một Lục Ngạn sầm uất và đầy màu sắc. Vẻ đẹp tiềm ẩn, không gian khoáng đạt, trong lành và những con người Lục Ngạn hồn hậu, mến khách đang chờ đón quý vị và các bạn đến thăm và khám phá. Hãy cùng Sắc Màu Bắc Giang tiếp tục những hành trình trong các số tiếp theo các bạn nhé!